Người thân của Hoa hậu Phương Nga bật cười tại tòa. Trước hàng loạt câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Nga về mối quan hệ giữa hai người, ông Mỹ nói: "Tôi không nhớ mình đã khai như vậy, nhưng đó không phải là tình cảm trai gái." Sáng ngày 23 tháng 6, sau hơn 3 giờ xét xử, chủ tọa phiên tòa bất ngờ công bố nghỉ phiên tòa trong buổi chiều. Tòa sẽ tiếp tục mở lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 tới. Suốt phiên xử, bị cáo Trương Hồ Phương Nga 30 tuổi ở Hà Nội, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, tỏ ra điềm tĩnh. Nữ bị cáo nhiều lần khẳng định sẽ sử dụng quyền im lặng của mình, không khai báo gì thêm. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung tiếp tục bác cáo trạng và cho rằng mình bị điều tra viên ép buộc. Lời khai của bị cáo từ lúc bị bắt giam đến phiên tòa ngày 21 tháng 9 năm 2016 hoàn toàn không đúng sự thật. Những lời khai đó hoàn toàn không phải là do bị cáo tự viết. Phiên tòa hôm nay, ông Cao Toàn Mỹ bị hội đồng xét xử và cơ quan công tố chất vấn hỏi về khoản tiền 16,5 tỷ và mối quan hệ với nữ bị cáo Trương Hồ Phương Nga. Luật sư bào chữa cho Nga cũng đặt nhiều câu hỏi với ông Mỹ. Ông Cao Toàn Mỹ khẳng định nhiều lần đi nước ngoài cùng Nga, ở cùng khách sạn nhưng không cùng phòng. Ông nói đó chỉ là tình cảm bạn bè, không phải là tình cảm trai gái. Ở phiên xử, người thân bị cáo Nga nhiều lần bật cười trước những câu trả lời của ông Cao Toàn Mỹ. Lời khai của ông Cao Toàn Mỹ có nhiều mâu thuẫn. Sáng ngày 23 tháng 6, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục đưa bị cáo Trương Hồ Phương Nga 30 tuổi, ngụ ở Hà Nội, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án làm chiếm đoạt tài sản 16,5 tỷ đồng ra xét xử. Ngày đầu phiên xử hôm ngày 22 tháng 6, trong phần xét hỏi Nguyễn Đức Thùy Dung, 28 tuổi ngụ ở TP.HCM, người bị cáo buộc đã tiếp tay Hoa hậu lừa tiền ông Cao Toàn Mỹ, giám đốc công ty Vinasper, vẫn khẳng định mình bị oan. Trong khi đó, bị cáo Phương Nga tiếp tục thực hiện quyền im lặng của mình trong phiên tòa lần này. Cũng trong phần xét hỏi, lời khai của ông Mỹ có nhiều mâu thuẫn trong việc đưa ra số lượng nhà đã nhờ Phương Nga mua giúp. Cuối phiên xử ngày đầu, bà Hồ Mai Phương Áo Hồng, mẹ của Phương Nga, tin tưởng con gái mình bị oan. Bà nói trước đó có người đã dẫn dắt và xúi giục bà chạy án cho con gái. Tôi biết đó là việc làm phạm pháp. Nếu tôi vướng vào vòng lao lý nữa, ai sẽ là người cứu con tôi? Bà Phương chia sẻ trước khi phiên tòa kết thúc. Trước khi kết thúc phiên tòa ngày 22 tháng 6, luật sư bào chữa cho Phương Nga, ông Nguyễn Đình Vũ, đã trình lên hội đồng xét xử chứng cứ mới của vụ án và yêu cầu hội đồng xét xử. Trước khi kết thúc phiên tòa ngày 22 tháng 6, luật sư bào chữa cho Phương Nga, ông Nguyễn Đình Vũ đã trình lên hội đồng xét xử chứng cứ mới của vụ án và yêu cầu hội đồng xét xử giữ bí mật những chứng cứ mà tôi cung cấp do liên quan trực tiếp đến danh dự và uy tín của đơn vị mà tôi đã xác minh này, mong hội đồng xét xử giữ bí mật, luật sư Vũ nói. Lúc 8 giờ ngày 23 tháng 6, bị cáo Trương Hồ Phương Nga được cảnh sát tư pháp dẫn giải đến tòa. Cũng như trong phiên xử ngày đầu tiên, Nga tỏ ra tươi tắn. Bà Hồ Mai Phương, mẹ của Nga, đứng chờ con ra khỏi xe thùng rồi vẫy tay nói mẹ yêu con. Bước vào phòng trong, bà Phương ngồi ở hàng ghế thứ hai bình tĩnh trao đổi với luật sư bào chữa cho con gái của mình. Cũng trong thời gian này, ông Cao Toàn Mỹ xuất hiện ở tòa. Ít phút sau khi các bị cáo được giải đến tòa, người đến dự phiên xử đã ngồi kính hàng dự khán. Lúc này luật sư của hai bên đang chăm chú nghiên cứu hồ sơ. 8 giờ 30 Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được đưa vào phòng xử án. Vừa xuất hiện, mắt bị cáo Nga giáo giác nhìn về phía mẹ đang trao đổi với luật sư ở phía dưới. Hôm nay Nga mặc chiếc áo màu hồng cùng màu với áo mẹ. Mở đầu phiên tòa, Nga nói xin hội đồng xét xử cho phép bị cáo tiếp tục được sử dụng quyền im lặng. Trước đó ít phút, thư ký tòa điểm danh đại diện các bên có liên quan đến vụ án. Cũng như ngày đầu phiên xử, 300 năm người được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ông Cao Toàn Mỹ, tôi và Phương Nga là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Được chủ tọa Vũ Thanh Lâm hỏi về mối quan hệ với Phương Nga, ông Cao Toàn Mỹ cho biết vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu. Ông nói giữa tôi và cô Phương Nga là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ông Mỹ cho biết trước đây đã mời Phương Nga cộng tác cho mình trong một số sự kiện. Khi được thẩm vấn về những chuyến bay bị cho là xuất cảnh cùng Phương Nga, ông Mỹ nhiều lần lặp lại cô Nga đã đi mua sắm với bạn trai, nhưng tôi không biết cô có việc riêng gì không. Sau đó ông xác nhận có một số lần tôi tình cờ gặp cô Nga. Có một lần cô Nga tham gia một bộ phim ở nước ngoài, cô có mời tôi sang tham gia một đoạn của bộ phim ấy. Đề cập những giấy tờ, số tử vi của mình ở nhà Phương Nga, ông Cao Toàn Mỹ trả lời cô Nga đưa tiền cho tôi mua giùm, sổ tử vi thì tôi không biết, nhưng cô Nga rất rành về tử vi và cô Nga nói sẽ xem cho tôi. Trong lúc ông Mỹ trả lời hội đồng xét xử, mẹ bị cáo Phương Nga chăm chú nhìn điện thoại, tỏ vẻ không quan tâm. Luật sư bên Cao Toàn Mỹ chăm chú nghe phần đối chất của thân chủ mình với hội đồng xét xử. Trả lời hội đồng xét xử, ông Mỹ cho biết
Trước khi ký hợp đồng mua căn nhà ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 2013, ông đã được xem qua sổ hồng cũng như các giấy tờ xác nhận giữa Nga và người bán. Ông cho biết thêm, trước lúc mua căn nhà trên ở đường Nguyễn Trãi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, ông đã đến xem căn nhà này. Lúc đó căn nhà này đang được kinh doanh khách sạn có giá trị thị trường là khoảng 25 tỷ. Chủ tọa chất vấn tại sao những căn nhà khác ông Mỹ rõ ràng về kết cấu, giá cả, nhưng căn nhà ở Nguyễn Trãi ông lại không nắm rõ mà chỉ ước chừng. Hội đồng xét xử cũng một lần nữa yêu cầu ông Mỹ giải thích lý do tại sao có sự chênh lệch 1 tỷ đồng đối với số tiền ông đã khai nhận và số tiền thực tế mà ông đã chuyển cho Nga. Ông Mỹ vẫn cho rằng sự chênh lệch đó là do việc mình vừa đưa tiền trực tiếp cho Nga, vừa thông qua chuyển khoản. Đồng thời ông cho biết các hợp đồng mua bán nhà đều nhận trực tiếp từ phương Nga. Tuy nhiên, ông không nhớ rõ hết các địa điểm từng giao nhận. Ngồi lắng nghe phần đối chất của ông cao tổng Mỹ và viện kiểm sát, phương Nga nhắm mắt thở dài, đổi dáng ngồi. Thần sắc của cô không còn tươi như phiên xét xử ngày hôm qua. Đại diện viện kiểm sát nhân dân đã công bố đơn đặt hàng mua máy, laptop cùng các phụ kiện đi kèm với tổng trị giá là 31,5 triệu đồng. Ông Mỹ thừa nhận đơn hàng này, đứng tên mình, cô Nga đưa tiền nhờ tôi mua giúp cho cô Nga. Trong lúc đại diện viện kiểm sát nhân dân công bố lời khai của ông Mỹ tại cơ quan điều tra, đồng thời thẩm vấn người đàn ông này bất ngờ luật sư bào chữa cho phương Nga lên tiếng: "Thưa chủ tọa, tôi có ý kiến, tôi không đồng ý cách hỏi của viện kiểm sát." Trước câu hỏi của chủ tọa về khoảng 16,5 tỷ chuyển cho Trương Hồ Phương Nga, ông Mỹ giải thích: "Tôi không biết giải thích thế nào về nguồn tài chính của dự án cũng như cơ hội đầu tư." Tại tòa, ông Mỹ xác định trong quá trình mua căn nhà Hồng Vương quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, đến lúc chuyển sang căn nhà quận 2, ông đã chuyển cho Nga tổng cộng là 6 tỷ 544 triệu đồng. Sau đó ông Mỹ chuyển tiếp 2 tỷ đồng và đã hẹn sẽ chuyển tiếp cho Nga là 8 tỷ. Với lời giải thích trên, người thân của Phương Nga luật sư bào chữa cho ông Mỹ đều chú ý lắng nghe về những số liệu trên. Lúc 9 giờ 25 phút khi được hội đồng xét xử hỏi, ngoài các sự kiện ra nước ngoài, ông và cô Nga có đi cùng nhau các chuyến đi trong nước không? Ông Mỹ trả lời, tôi không nhớ rõ vì chuyến đi nhiều quá, nhưng tôi nhớ là có mặt của bạn trai của cô Nga. Ông còn cho rằng Phương Nga có đến 2 người bạn trai và họ đều có gia đình. Ông Mỹ nói, trong các chuyến đi cùng nhau, có thể tôi cùng cô Nga ở chung khách sạn, nhưng không ở cùng phòng. Ông cho biết thêm, trong những chuyến đi đó, ông tự quyết toán tiền khách sạn cho bản thân và một số người. Chưa bao giờ tôi thanh toán cho cô Nga, ông Mỹ khẳng định. 9 giờ 27 phút hội đồng xét xử chuyển sang thẩm vấn Nguyễn Văn Yên, nhân chứng của vụ án người được Nga thuê làm giả giấy tờ. Ông Yên xác nhận giữ nguyên lời khai của mình trong quá trình điều tra. Tôi chỉ nhớ tôi đã làm 2 tờ mà cô Nga kêu tôi ký vô, tôi không nhớ rõ thời gian. Theo ông Yên, lúc ký 2 tờ giấy trên có sự chứng kiến của Dương Thị Nga giúp việc cho Phương Nga và con dâu ông Yên. Vài phút sau, hội đồng xét xử yêu cầu Phương Nga giải thích rõ về hợp đồng ngày 5 tháng 10 2013 đã ký kết với bà Lương Thị Kim Phi. Đáp lại câu hỏi của hội đồng xét xử vẫn là sự im lặng của Phương Nga. Bị cáo xin được phép dùng quyền im lặng, nhưng bị cáo đảm bảo những gì bị cáo khai nhận tại phiên tòa, cũng như những gì bị cáo khai báo với luật sư đã được chuyển đến hội đồng xét xử là sự thật, Nga nói. 9 giờ 40 phút, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung được đại diện viện kiểm sát nhân dân xét hỏi. Bị cáo không ký vào giấy tờ đã làm giả, bị cáo chỉ biết rằng bạn trai bị cáo đã làm di chúc và giấy xác nhận di chúc cho Nga, Dung khai nhận. Ngày xét xử thứ hai, nữ bị cáo Dung tiếp tục báo cáo trạng. Lời khai của bị cáo từ lúc bị bắt giam đến phiên tòa ngày 21 tháng 9, 2016 hoàn toàn không đúng sự thật. Những lời khai đó hoàn toàn không phải là do bị cáo tự viết. Sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân công bố lời khai của Dung, bản thân hoa hậu lên tiếng. Bị cáo khẳng định lại những lời khai đó đều do bị cáo bị điều tra viên ép. Nếu viện kiểm sát có thành kiến với lời khai đó, thì bị cáo không nói gì thêm nữa. Một khi bị cáo chịu áp lực từ cơ quan điều tra, thì lời khai của bị cáo không còn đúng sự thật. Gần 10 giờ khi cơ quan công tố công bố lời khai của Phương Nga, lúc này nữ bị cáo chú ý lắng nghe, mắt Nga liên tục đảo về hướng đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử. Còn ông cao toàn Mỹ ngồi ở dưới, chăm chú nhìn vào hồ sơ chứng từ dò theo phần công bố của viện kiểm sát. Trước đó, tại ngày đầu tiên của phiên xét xử, sơ thẩm lần thứ hai, 22 tháng 6, Phương Nga đã lên tiếng, tôi vô cùng thất vọng khi được hỏi về cảm nhận khi viện kiểm sát công bố cáo trạng. Sau khi công bố lời khai của Nga, viện kiểm sát tiếp tục công bố lời khai ngày 22 tháng 5, 2015 của Nguyễn Mai Phương, nhân chứng của vụ án. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Phương Nga, ông Nguyễn Văn Vũ, bất ngờ lên tiếng. Thưa hội đồng xét xử, nếu đã không cho bà Mai Phương tham gia tố tụng, thì tại sao lại cung cấp lời khai của bà Mai Phương? Tuy nhiên, với sự đồng ý của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát nhân dân tiếp tục công bố lời khai. Theo ghi nhận, thì trong lúc đại diện viện kiểm sát nhân dân công bố lời khai của Phương, có lúc Phương Nga đưa tay xoa bờ vai của mình,
Dù vẫn giữ được phong thái tự tin không kém ngày đầu phiên xử, nhưng hôm nay cô tỏ ra mệt mỏi hơn rất nhiều. 10 giờ 20 phút, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân trở lại công bố lời khai của Trương Hộ Phương Nga. Trong phần này, đại diện Viện Kiểm sát nhắc đến email giữa Phương Nga và ông Trịnh Đức Duy, người tư vấn cho các bị cáo trong thời gian bị bắt. Trong email có nói rõ Phương Nga nhờ ông Duy tư vấn, kiểm tra đơn từ để tố cáo ông Mỹ. Tuy nhiên, khi Viện Kiểm sát xác nhận lại, luật sư Duy khẳng định mình không hề biết ông Mỹ sẵn sàng đối chất với Phương Nga. Bà đang công bố những vấn đề có trong quá trình điều tra đã được ghi nhận. Bà chỉ nên công bố chứng cứ thôi, còn bình luận những chứng cứ ấy như thế nào, hội đồng xét xử sẽ xem xét, chủ tọa nói. Trước lời đề nghị trên, Viện Kiểm sát đã ngưng lời khai. 10 giờ 25 phút, hội đồng xét xử chuyển qua hỏi Phương Nga và Thùy Dung. Bị cáo Phương Nga vẫn quyết định giữ quyền im lặng. Hai bị cáo quay sang nhìn nhau cười nhẹ khi kết thúc phần đối đáp của hội đồng xét xử. Sau ít phút, luật sư bào chữa cho Phương Nga quay sang thẩm vấn ông Cao Tòng Mỹ. Phương Nga hướng mắt chăm chú theo dõi phần trình bày của vị luật sư bào chữa cho mình. Giống lúc được hội đồng xét xử thẩm vấn, Cao Tòng Mỹ liên tục nhờ luật sư nhắc lại cơ hội. Phương Nga và Thùy Dung nhìn nhau mỉm cười khi luật sư Phạm Công Hùng đưa một biên bản có chữ ký bị tình nghi của ông Cao Tòng Mỹ và nhờ ông này xác nhận. Nhìn thì có vẻ giống, nhưng nó không phải là của tôi, ông Mỹ trả lời luật sư. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.